để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy, phục vụ các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, vui chơi giải trí của nhân dân 27 tỉnh thành phía Bắc. Trong các ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện. Các đơn vị thuộc EVN-NPC sẽ bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố, ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương, không làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong các ngày lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố, bố trí máy phát điện dự phòng nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Cũng nhân dịp ngày giỗ tổ Hùng Vương, Tổng Công ty đã tổ chức trồng 500 cây xanh tại khu di tích lịch sử Đền Hùng để tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công xây dựng đất nước, góp phần khôi phục, đảm bảo cho các hệ sinh thái được bền vững, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ.